Theo y học cổ truyền, gừng có tính ấm, vị cay, có tác dụng với nhiều bệnh lý khác nhau. Chẳng hạn đối với bệnh lý tim mạch, sử dụng gừng có tác dụng làm giảm hình thành cục máu đông, giảm cholesterol và nguy cơ đau tim, giúp tăng cường lưu thông máu. Trong y học cổ truyền, gừng tươi có thể được kết hợp với một số vị thuốc khác, chế biến thành món ăn hoặc nước uống, giúp hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành. Với những trường hợp cao huyết áp có chân tay lạnh, dương khí kém thì có thể sử dụng gừng. Còn đối với những trường hợp chân tay không bị lạnh, tiêu hóa vẫn bình thường thì không nên sử dụng. Với những trường hợp đang dùng thuốc tim mạch hay thuốc điều trị tăng huyết áp theo đơn của bác sĩ, khi dùng gừng có thể ảnh hưởng đến tác dụng của những loại thuốc này. Cụ thể, với thuốc chống đông máu, thường được dùng cho một số người bị cao huyết áp do có tác dụng làm giảm khả năng đông máu. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, có thể dẫn đến bệnh tim và đột quỵ, hai nguyên nhân chính gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Gừng cũng có thể làm giảm đông máu và tương tác với thuốc chống đông như warfarin, làm tăng tác dụng của thuốc và có thể gây chảy máu hoặc bầm tím dưới da. Với thuốc chặn kênh canxi, theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, thuốc chặn kênh canxi điều trị huyết áp cao bằng cách ức chế canxi đi vào tim và mạch máu. Thuốc làm giãn các mạch máu và giúp giảm sức mạnh bơm máu của tim, qua đó làm hạ huyết áp. Một số loại thuốc này bao gồm amlodipine, diltiazem và verapamil. Tuy nhiên, gừng hay trà gừng cũng có thể hoạt động theo cách thức tương tự như thuốc chặn canxi. Do đó, dùng chúng cùng nhau có thể khiến huyết áp của bạn giảm xuống mức thấp nguy hiểm hoặc dẫn đến nhịp tim không đều. Chính vì vậy, người bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, nếu muốn dùng gừng hoặc trà gừng thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị. Nếu bác sĩ cho phép, người bệnh nên lựa chọn gừng tươi sống vì chúng sẽ chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với gừng dạng bột. Ngoài ra, chiết xuất gừng lỏng thường có chứa nhiều đường là một trong những thực phẩm nên hạn chế khi bị tăng huyết áp. Cùng với đó, người bệnh cao huyết áp nên kết hợp thực hiện các liệu pháp bổ sung như chế độ ăn ít muối, ít chất béo và carbon hydrate tinh chế, tăng cường trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và thường xuyên duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày.